Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tân Cảng Hiệp Phước. Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận định nhiều hạng mục phòng cháy chữa cháy tại cảng này chưa thật sự đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ. Một trạm bơm phòng cháy chữa cháy tại Tân Cảng Hiệp Phước dù được trang bị hiện đại và được bảo dưỡng định kỳ, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, trạm bơm này hoàn toàn không hoạt động được kiểm tra ngoài trạm bơm là một cái máy bơm số 1 là không hoạt động được. Cái máy bơm số 2 có hoạt động được tuy nhiên là không có áp lực không hút được nước chạy được máy bơm thôi, hai cái đồng hồ áp lực đều không có có, có tí áp lực được cả. Nên cái cái việc mà 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 đảm bảo cho cái việc chữa cháy là không không, không có đảm bảo. Các anh có xe nhưng mà không biết là cái công tác tập huấn cũng như là công tác tập luyện hàng ngày như thế nào nhưng mà triển khai rất là lúng túng kiểm tra tại các khu vực làm việc, nhiều bất cập về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng lộ rõ như thắp hương trong khu vực nhà kho, các thùng giấy vật dụng dễ cháy để bừa bãi, chạm điện để đầy những can nhựa dễ cháy, khu vực chứa ga, sử dụng ga chưa đảm bảo các biện pháp an toàn. Về mặt đơn vị là chúng tôi sẽ xin hứa là sẽ khẩn trương khắc phục các cái tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra trong thời gian uh, sớm nhất. Thì uh, mục đích của cái đợt kiểm tra này là để phát hiện ra những cái uh, thiếu sót hay là những cái gì mà của cơ sở chưa đảm bảo thì để mình có cái hướng khắc phục cho tốt hơn, đặc biệt là trong dịp uh, gần Tết và và sau Tết. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua đoàn liên ngành đã tổng kiểm tra phòng chống cháy nổ nhiều khu vực, cơ sở sản xuất, khu dân cư, qua kiểm tra đa số các đơn vị thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tuy nhiên vẫn còn một nơi chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt là rất chủ quan trong phòng ngừa cháy nổ